chào cả nhà thân yêu. Cả nhà ơi, hôm nay á, mình đi ra một phía ngoài bìa rừng á, mình đem theo một ít mồi con sùng mà mình với chị Năm và mẹ bắt được ở nhà cả nhà. Được một ít con nè. Đây là con sùng mà mình chọn những con sùng mà vừa vừa không à. Ở đây mình có được một mớ nè. Đây mình cho cả nhà xem. Nè, mình có được mớ sùng á cả nhà. Thì hôm nay á mình đem cái số sùng này đi ra phía ngoài cái con kinh cặp dưới bìa rừng của mình nặng mà mình thả câu giềng. Mời cả nhà cùng theo gia đình mình thả câu giềng nha. Mình bơi lại đầm đầu đẳng. Cái mình thả, mình bắt, mình thả dài lại đồng này. Này chắc cỡ mấy chục con sùng nhé nè. Mấy ba chục con. Có nhớ con sùng khổng lồ mà đợt hỏi mình cắm câu giềng ở ngoài mương không? Đó, nó là dòng họ đó, mà con này còn nhỏ đó. Nó còn bự nữa đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, cả nhà con sùng muốn bằng ngón tay vậy luôn á. Thì đợt hỏi mình thả câu giềng ở phía ngoài kia đó, ngoài ruộng của mình đó, là cái con sùng đó đó, là nó xanh nha mấy con sùng này nè. Phải không? Dạ, cao thích lắm. Ai biết đâu, nó hô qua. À, Phương ơi, tôi cái con này có làm gì được con này, nó nói trời con nó con cá phái lắm. Mà nào giờ nó có cấm câu đi, có làm đâu mà biết. Thấy nó út nút mà nó trắng tư rồi. Rồi cái con này để xuống con cá đó. Năm nghe mùi gì chưa? Trời ơi, bông gì mà thơm với vậy ta. Chị chạm này nè, nó ngửi thế này. Giống như mùi nước thơm luôn đó cả nhà. Hồi đó tới giờ mới thấy bông chạm luôn. Có một cái đợt thì cái mùa hoa chàm này nè, thì ông mặt á sẽ đi hút mặt của hoa chàm này nè về đóng làm mặt ở trong tổ của mình á, là lúc đó là mặt ông rất là tốt luôn á, sẽ có theo mùa. Dạ giờ năm kìm cái dầm giùm con nha. Rồi cái con ngồi xuống khoang này, cái con móc ngồi lại đẳng, rồi cái mình móc xong rồi mình đợi tới nay cái mình thăm luôn. Kìm lại giùm con nha. Kìm nè. Nhém lại đây thôi chứ con bắt theo cái giềng rồi cũng không có cần phải bơi gì nhiều hết á. Tại có cái giềng nè. Cái con theo cái giềng này con dễ chỉ tới nè. Đây nè cả nhà ơi. Giềng nè, mình sẽ gị dài lại đẳng nha. Tới đâu cái mình móc ngồi tới đó. Hai năm gị giềng với con, năm để cái dầm xuống luôn cũng được. Đây cả nhà ơi. Thì cả nhà con sùng nè, nó tròn quay luôn. Đó cả nhà. Cái này mình có thể sử dụng được mọi chuối và gì cũng được hết. Cái này là cái cục đá cuột vô đây đặng cho nó chì xuống nè. Từ từ nó mai. Con chưa móc. Quên. Mình móc vô y như là mình câu cá rô nha. Rồi. Wow.
có lửa câu chữ U đây nè. Đây có cái phao đây. Gà tới luôn nè mày. Cắn ngầm. Dạo ấy cắn từng cỏ con. Đi. Chân cục đá. Xong á cái tới lúc mà mình đi thăm á cái mình quay lên cho cả nhà xem luôn nha. Mình cũng còn mới nè, nhiều lắm cả nhà ơi. Nam Bắc nhiều lắm. Đây. Con móc một con nhỏ nhỏ thì con móc hai con. Đây còn con mấy con nhỏ nhỏ bé bé. Đây còn con to nữa nè. Dạ. Đây cái chỗ quay con bạn. Ôi còn nhiều quá anh ơi. Gà lại nặng luôn tới cái còng nặng luôn á. Giỡn cao quá nha Nam. Dòng qua đây Nam. Dòng quá Nam mình được quá. Dòng qua sau lưng Nam liền. Là sao? Mình dòng qua sau lưng mình. Nó vào đây nè, nhưng mà nó lừng quá.
nha. Cả nhà cùng chúc may mắn cho gia đình mình nha. Chào cả nhà, thì nãy giờ mình gia câu cũng được khoảng 3-4 tiếng rồi cả nhà. Bây giờ gia đình mình đi cúng câu nha. Tối luôn rồi. Đi em ơi. Xuống về đặng cúng câu luôn. Đây nè. Ôi nó muốn xỉu luôn này. Còn mấy tiếng rồi. Xỉu rồi cả nhà ơi. Đấy. Dạ, cái này bật 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 đây nè. Đây. Cứ dính không? Tiết vàng cá lóc. Cá lóc quá ngon luôn cả nhà ơi.
đây có cái phao này nữa nè. Ơi không có ạ, còn nữa mà không có. Vậy ngay cái cục đá cái nó nặng nặng, tưởng đâu dính. Móc mạnh cái nó vô anh nè, đứng rồi. Cho nó đều với cái lái nè. Trời ơi, đây con đó nè. Chín con nữa cả nhà. Cá lóc không à. Cá lóc con cá chê. Con này nó dính kiểu gì ngộ đời vậy trời. Con để mấy tiếng đồng hồ cá. Xéo quay hàm luôn. Đấy luôn. Bơi ngược lên năm ơi. Được 4 con rồi cả nhà ơi. Nè. 4 con, 3 con cá lóc với 1 con cá trê. 3 cá lóc cũng to á. Nè cả nhà. Mũi quá, mũi cắn mình quá. Nè. Cả nhà. Dạ, cái cá ngon rồi. Nè, mấy con đó nè. Cả nhà xem đến đây cho gia đình mình xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những video kế tiếp của gia đình mình nha. Hôm nay thì thành quả cũng không có được nhiều nữa. Cả nhà ủng hộ gia đình mình nha. Cảm ơn cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau.